Nhằm giúp học sinh lứa tuổi mầm non sớm tiếp cận với khoa học và công nghệ, trong năm 2017 vừa qua, công ty cổ phần dịch vụ giáo dục Đông Sim Việt Nam, một trong những đơn vị thành viên của E Group, đã hợp tác cùng tập đoàn Đông Sim Hàn Quốc triển khai các chương trình giáo dục dành cho lứa tuổi mầm non tại Việt Nam. Đặc biệt là hai chương trình Khoa học diệu kỳ và Mỹ thuật tôi là bảng màu đã được giảng dạy tại hơn 150 trường mầm non tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Tổ chức thành công dự án đưa 90 chủ trường và hiệu trưởng mầm non sang học tập và tham quan tại Seoul, Hàn Quốc có tên là 2017 Dongsim Edu Tour. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại lễ tri ân khách hàng của công ty Dongsim Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội. Ông Lee Sung gun giám đốc Đông Sim Việt Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các khách hàng, chia sẻ các thành tựu mà công ty đã đạt được trong một năm vừa qua, mở ra những cơ hội hợp tác kinh doanh mới và chính sách bán hàng ưu đãi với mức giá chỉ từ 115.000 đồng đến 135.000 đồng một sản phẩm dành riêng cho khách hàng tham dự sự kiện. <laughs>